Đối với những cái dòng loa hát nặng thì mic BBS là một trong những cái khắc tinh của đối với những đôi loa không có lời và lời yếu. Muốn hát nhẹ thì chọn BBS. Anh em cùng nghe khi mà em lắp đặt BBS để hát với những cái đôi loa nằm, loa Bose và loa Pioneer anh em nhé. Ngày xưa khi ta bên nhau, bên nhau tình chẳng thể phai.